Chào các bạn, hôm nay mình đang ở xã Thành Ngãi các bạn. Mình sẽ làm một cái cổng nữa, cái mẫu một vòng lớn. Giờ mình đi chặt lá các bạn. Bữa nay thì các bạn sẽ thấy có bạn Tem xuất hiện nữa. Vậy mà hôm qua hỏi thằng Tem nó nói bạn của bạn của bạn. Bạn bà già mày chứ bạn. Chửi với ả. Ở đây người ta nuôi gà, người ta gào lại nữa mà. Đây, gà. Bắt tí gà luôn. Khánh ơi, đếm đếm thử bao nhiêu con gà Khánh. 1, 2, 3, 4, 5, 1 đôi. Đếm đẳng cấp gì đó, cô giáo sẽ nghỉ học. Ủa chặt đâu xa dữ không? Đó, đó điếm vậy á, tại cái cô giáo đó thôi. Em giỏi hơn cô. Em đi về mẹ đi về thôi. Ui. Ui, chuyện lạ có thiệt. Cái gì? Này sao nó dính đây được hay vậy? Không biết nữa, này có các bàn tay của ai ấy lên. Ui. Thì ghê, chuyện lạ có thiệt. Đường trong này đường nhỏ nhỏ mà đi quanh co vô đây chắc lạc luôn á. Cái này cũng lạ. Ổ mối được mà. Khánh chặt ra chơi Khánh. Mối này người ta chặt về cho gà ăn các bạn. Cứng quá. Tàu chú hôm nay mã tấu nè chú. Đây chú ghế nè các bạn. Bắt chú ghế chặt lá luôn, mình đứng mình coi được rồi. Ghế rồi, chết mẹ rồi. Tàu lá được rồi, để lấy lá. Cái đầu đó. Đây các bạn ơi, mình sắp lá này cũng là một cái nghệ thuật nha các bạn. Các bạn phải lấy từ lá là sắp gì nè. Nó sắp cho nó ngay ngắn đàng hoàng nha. Sắp kiểu này là làm cộng chắc 3 ngày mới xong luôn á. Nói chung là mình sắp thì mình sắp cho ngay ngắn cho dễ bó lên thôi các bạn. Với mình lựa cái lá nào mà sâu xia nhiều quá thì mình bỏ. Làm cổng thì mình lựa lá càng lớn càng tốt thôi mà. Nhỏ nhỏ làm lâu mà lại không đẹp nữa. Nhiều khi cái ô mình bấm nó không tới nhưng mà. Thưa các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lựa lá rồi mình làm bông nữa các bạn. Thì mình lựa một số lá. Cái số lá bự mình vừa lại đang mình bấm cái bông lớn các bạn. Lá nhỏ mình làm bông được. Chỉ cách mình lựa thì dễ lắm. Là mình rút lên vậy các bạn. Cái số lá nhỏ sẽ rớt ngược lại. Tại vì một tàu lá nó sẽ khúc trên nó sẽ nhỏ hơn. Mình nắm cái chớp này mình dở lên cái lá nhỏ nó rớt ngược lại hết rồi. Đẹp không? Thưa các bạn, giờ mình sẽ so đầu các bạn. Lúc trước mình cũng có hướng dẫn mình, như không nhớ là hướng dẫn có kỹ không thì mình mới so cái đầu vậy. Tương đối các bạn, chứ không cần mở với chính xác lắm, chính xác thì biết chừng nào mới xong.
kiểu gì. Đây mình đã xo đầu rồi các bạn. Bây giờ mình cứ chặt thôi. Thì mình tùy theo mình làm bông bự nhỏ, đây mình làm bông vừa vừa thôi, mình chặt. Thì cái lớp đầu tiên mình muốn chặt bao nhiêu mình chặt cũng được, cái lớp thứ hai bắt đầu mình mới giật lại thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái lá của lớp thứ nhất rồi các bạn, cái xo bằng đầu thì là ở đây các bạn, thì mình giật lại khoảng chừng một đất là cái lớp thứ hai thôi. Đây các bạn, giờ mình bấm cái tay vịn đi các bạn, mình sẽ bấm caro ô, mình sẽ chia làm ba. Ở trên này mình hai bên là sẽ là nơ, ở giữa sẽ là caro. Cái gì? Đá, đá. Tại. Đó, dâm nữa nhỏ bằng ngón tay rồi. Thì bấm caro này lá xanh, mình sẽ bấm, mình sẽ chừa cái khoảng cách giữa hai lá còn khoảng khoảng hơn một phân các bạn. Cho động động nha, đặng mình hồi mình xỏ lá. Xỏ lá trắng vô nó dễ. Đây các bạn ơi, bây giờ mình bấm nơ các bạn. Cái lá mình bấm vô. Rồi mình cuốn thành cái nơ vậy các bạn. Cuốn thành cái quặng như cái bánh ú vậy. Nó bánh ít. Xong rồi mình cuốn bên đây thêm một cái nữa. Tiếp tục bên đây thêm một cái nữa. Mình làm thì xấu lắm. Các bạn, bấm. Bấm vô là xong. Đây các bạn ơi, cái cổng của mình đã hoàn thành rồi nè. Còn thiếu, chỉ còn thiếu cái tấm bảng nữa. Tấm bảng thì chiều bên gặp cưới sẽ đem xuống mình gắn sau. Thì cái mẫu này là 2,5 triệu nha các bạn, chưa tính chi phí vận chuyển nếu có. Đây Khánh còn bấm hai ba cái nơ nữa là xong rồi các bạn.
Đây các bạn ơi, đây chú rể nè. Làm xong chú rể dọn dẹp sốt sắng thì mới được nha các bạn. Các bạn, chú rể không quay mặt, các bạn nhìn như đó, chào chứ, trời ơi. Hai. bữa nay là mình đài chú rể luôn các bạn ơi. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn cái mẫu cổng một ông lớn này các bạn. Thì ví dụ như các bạn thích cái chi tiết nào của mẫu cổng khác á, mình đưa vô cổng này vẫn được nha các bạn. Các bạn ơi, cái cổng mình hiện tại đã hoàn thành thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ đăng ký chia sẻ kênh giúp mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.